Thầy xin chào tất cả các em. Giờ học toán hôm nay, thầy trò chúng ta cùng ôn tập lại tính chất cơ bản của phân số. Rồi, đây là nội dung của bài học trên sách giáo khoa. Các bạn dừng video và xem nội dung của bài nhé. Nội dung kiến thức cần đạt được của bài này là biết tính chất cơ bản của phân số, vận dụng để rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số. Trường hợp đơn giản. Rồi, tính chất cơ bản của phân số. Ví dụ 1, 5 phần 6 bằng 5 nhân 3 phần 6 nhân 3 bằng 15 phần 18. Như vậy, chúng ta có 5 phần 6 bằng 15 phần 18. Như vậy, nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với một số tự nhiên khác không, thì được một phân số mới bằng phân số đã cho. Ví dụ 2, 15 phần 18 bằng 15 chia 3 phần 18 chia 3 bằng 5 phần 6. Và bây giờ làm 15 phần 18 bằng 5 phần 6 các bạn nhé. Như vậy, nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số với một số tự nhiên khác không thì được một phân số mới bằng phân số đã cho. Chúng ta sẽ vận dụng tính chất cơ bản của phân số. A. Rút gọn phân số. Ví dụ 90 phần 120 bằng 90 chia 10 phần 120 chia 10 bằng 9 phần 12. Tới đây chúng ta thấy phân số 9 phần 12 chưa tối giản, chúng ta tiếp tục rút gọn. 9 chia 3 phần 12 chia 3 bằng 3 phần 4. Vậy 3 phần 4 là phân số tối giản. Hoặc chúng ta có thể làm ngắn gọn hơn, nếu chúng ta nhìn ra được 90 và 120 cùng chia hết cho 30 thì chúng ta sẽ chia một lần luôn là bằng 3 phần 4. Thứ hai, quy đồng mẫu số các phân số. Ví dụ 1, quy đồng mẫu số của 2 phần 5 và 4 phần 7. Chúng ta quan sát hai mẫu số 5 và 7. Chúng ta sẽ lấy mẫu số chung là 35 các bạn nhé. Ta có 2 phần 5 bằng 2 nhân 7 phần 5 nhân 7 bằng 14 phần 35. Và 4 phần 7 bằng 4 nhân 5 phần 7 nhân 5 bằng 20 phần 35. Vậy 2 phần 5 bằng 14 phần 35, 4 phần 7 bằng 20 phần 35. Ví dụ 2, quy đồng mẫu số của 3 phần 5 và 9 phần 10. Ở bài này chúng ta quan sát 10 chia hết cho 5. Thế là chúng ta sẽ chọn 10 là mẫu số chung. Ta có 3 phần 5 bằng 3 nhân 2 phần 5 nhân 2 bằng 6 phần 10. 9 phần 10 giữ nguyên. Vậy 3 phần 5 bằng 6 phần 10 và 9 phần 10. Rồi chúng ta cùng sang luyện tập thực hành các bạn nhé. Bài 1, rút gọn các phân số 15 phần 25, 18 phần 27, 36 phần 64. Các bạn hãy dừng video và làm bài vào vở nhé. Các bạn chú ý trình bày cẩn thận nhé. Rồi chúng ta cùng kiểm tra lại bài làm của mình nào. 15 phần 25, chúng ta thấy tử số và mẫu số cùng chia hết cho 5. Như vậy bằng 15 chia 5 phần 25 chia 5 bằng 3 phần 5. 18 phần 27 bằng 18 chia 9 phần 27 chia 9 bằng 2 phần 3. 36 phần 64 bằng 36 chia 4 phần 64 chia 4 bằng 9 phần 16. Các bạn làm đúng không nào? Chúng ta cùng sang bài số 2. Quy đồng mẫu số các phân số A. 2 phần 3 và 5 phần 8 B. 1 phần 4 và 7 phần 12 C. 5 phần 6 và 3 phần 8. Các bạn hãy làm bài vào vở nhé.
Ơi, các bạn hãy dừng lại và kiểm tra bài làm của mình nào. 2/3 bằng 2 nhân 8, phần 3 nhân 8 bằng 16 phần 24, và 5/8 bằng 5 nhân 3, phần 8 nhân 3 bằng 15 phần 24. B, 1/4 bằng 1 nhân 3, phần 4 nhân 3 bằng 3 phần 12 và 7 phần 12 giữ nguyên. C, 5/6, 5 nhân 4, phần 6 nhân 4 bằng 20 phần 24, và 3/8 bằng 3 nhân 3 phần 8 nhân 3 bằng 9 phần 24. Rồi, chúng ta sẽ xem lại tính chất cơ bản của phân số, thực hành rút gọn quy đồng mẫu số và các phân số. Các bạn lưu ý nhớ trình bày cẩn thận với bài làm nhé. Thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau.